Rồi mọi người sao cho ý kiến buổi đi coi phim ngày hôm nay đi. Trời ơi, bây giờ là 2 giờ sáng. Lâu lâu mới có được cú coi phim. Tụi tôi đi coi phim quá trời thì ai mời quý vị. Đấy. Đấy. Dạ, biên kịch nói về kịch bản. Em lâu rồi. Biên kịch đó. Biên kịch xuất sắc đó nha, biên kịch xuất sắc đó. Cái phim mà tao nói nó bơm như là khí cầu quá. Đâu cho cô công nhận. Tới coi. Dở thiệt á chứ, nó dở mà nó dở rụng nụ luôn. Dạ em xin lỗi gia đình. Nhưng mà có phải là có một phim phim này dở không? Hay là hồi đó giờ dính đến bạn này là sao? Em nói nha. Hết người rồi mới tháo này. Này là dở lời nguyền. Có nghĩa là mừ phim là, thí dụ nó rủ mừ phim đi, là phải 11 phim dở. Có nghĩa là nó dở lây qua cái phim mà nó chưa rủ đằng sau lưng luôn. Bây giờ là không cho rủ luôn. Nó, thí dụ như mà nó có trật, nó cũng nói mà 100 lần mà nó rủ là dở. Thằng A quay không phải người ta hy sinh biết bao nhiêu mà thấy cái mấy cái đó quý vị không tin thì mình phải hỏi đúng, hỏi từng người đây, đây. Nè quý vị đang nhìn cả em không có biết coi phim nhưng mà em hay sao hay hay kiểu anh quay á hay kiểu đó đó em ngủ gần hết phim mà. Trời ơi, ngủ mà kêu vậy ta về rồi đánh cặp bành nó mới chịu vậy đó. Trời ơi, đi coi phim mà ngủ không vậy, hồi nãy cứ ở nhà ngủ đi cho đỡ tốn. Biết bao nhiêu. Bỏ về bỏ vớ bỏ đồ ra hết luôn kêu đó. Coi nè. Đây là tình trạng những người sau khi coi phim nào bây giờ coi nè không? Mặt ngủ hết. Táo dễ sợ. Em mặt đầy sự sống. Em mệt lắm luôn. Hôm nay em đi quay 3 ngày liền. Đúng rồi. Mệt, em rất là mệt. Chị còn ngủ nè, chị từ Gò Vấp chị đã từ chối rồi, tại nghe tên ai quay là chị đã từ chối rồi, nhưng mà chị vẫn cố gắng. Biên kịch rủ đi coi phim mà diễn viên chính coi xong vậy nè, đi coi nè mà... coi xong là bị nó bất tưởng luôn nè, coi không nhúc nhích luôn nè. Coi phim xong chưa diễn nó diễn giả vậy thì sợ không biết sẽ diễn giải chính được. Tại vì vừa mới coi phim đó xong rồi thì vậy đó. Hôm nay á đừng ai mà nghe thật tao quay nó rủ đi coi phim nó ghê lắm. Ủa? À, heo chưa heo? Ủa đi đâu vậy? B6 rồi, B6 rồi, ra đi. B6 đúng không? B6 lên lại. Ủa sao lên vậy? Về đúng không? Em để phim nó làm cho anh mất kiểm soát. Bye. Bây giờ giờ thôi bây giờ tụi em ốp nha, nói chung là bây giờ về để chỉnh lại cái đầu xíu chứ bây giờ rối quá. Quý vị ơi em đi coi phim. Cái phim dở mà thằng ba quay nó rủi đó. Nhưng không sao, giờ vợ chồng em có cái âm mưu lớn. Mặc dù sinh nhật của Tuấn Trần nó qua lâu rồi, nhưng mà tại vì mình không có mua, mình không có muốn tặng quà cho nó. Mình làm như giống như kiểu mà nó quên á, nó ấy quên, nó nghĩ mình quên á. Bây giờ mình mới ụp vô mình. Qua 10 ngày rồi, qua 10 ngày. Surprise. Yeah. Surprise. Nhưng mà đậm quá, bây giờ phải tìm cách né né. Bây giờ sao, được không? Được luôn hả? Giờ tới 30 mới tặng cái gì. Đây. Ủa hồn rồi. Một cái của tôi, cái của anh heo. Ủa, nhưng mà tại vì tặng bự là tại vì do là đó. Tại vì do là nam chánh giỏi cho nên thưởng. Yeah. Cầm mà rách luôn là thiệt tức ghê vậy đó. Anh xìn cầm anh nãy nhúng nhúng như này đâu phải tay anh đó. Tức ghê vậy thiệt. Đóng gì nam chánh trúng mà nhiều khi mình đúng không? Đạo diễn mình không tặng thì mắc công lại nói. Đây là được không? À. Nói nó phát biểu tâm nghĩ ra làm sao? Sinh nhật rồi luôn cái chai nước mắt chết rồi. Nước mắt. Trời ơi diễn. Diễn kìa. Diễn như vậy mà được giải kìa. Lấy đồ nhỏ không? Động quá. Con cứ tin con đã luôn hiểu hết về
ra. Nhưng không phải vì sao cha ơi chẳng kể con nghe. Sao em bỏng không? Che mặt tôi luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không, không. Nói đi, bây nói giờ, đi, cái cảm nghĩ bây gì giờ, không? Bây giờ chị nói đi. Ủa, ừ, là quản lý, là quản lý. Cảm thấy là diễn viên này có xứng đáng không khi nhận quà mà không nói một lời nào? Kiểu là sao? Bây giờ là sao? Kiểu bị nghẹn á. Nghẹn, kiểu bị nghẹn. Diễn gì kỳ ấy? Em diễn như là chị lấy lại. Chó. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cú này mới hết hồn nè. Nè, nam chính thì tặng gì? Mọi người ơi, quản lý tặng này. Trời ơi, hú hồn, hú hồn. Mọi người ơi, quản lý là tặng gì vậy? Xúc động quá, xúc động quá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mà mọi người ơi, bây giờ là tặng sinh nhật cho em là em được hơn 3 tháng rồi đó mọi người. Ừ, sinh nhật là hơn 3 tháng rồi. Dạ. Hơn 4 tháng rồi. Tại vì quản lý làm việc dễ thương và đáng yêu và dạ. Qua sinh nhật lâu rồi, bữa nay sinh nhật là bị dịch, không dạ, tặng được, bây giờ rồi. Tặng bù đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, happy birthday!